Trong bài số 3 này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái cách làm thế nào để cách lấy được cái token full quyền, để có thể dùng cái token đấy mà để mình làm được rất nhiều việc khác, như là cái việc quét comment, việc quét like, quét bài trong group, nói chung là rất nhiều thứ. Thế thì hiện tại là thằng Facebook nó đang có một cái phần mà để cho mọi người có thể quét được comment, mọi người có thể lấy được token full quyền với cái khả năng bị checkpoint là ít nhất, hạn chế nhất. Cái này mình nói mọi người lưu ý nhé, là bị ít bị checkpoint nhất thôi, chứ không hoàn nói là không checkpoint. Nếu như mình dùng quá đà thì chắc chắn nó là checkpoint. Đầu tiên thì mọi người truy cập vào cái đường link là cái đây, LD Player. Mọi người cứ lên Google search chữ LD Player thì nó ra ngay. Đây, phần mềm giả lập Android nhẹ nhất, pin PC này. Sau đấy bạn mọi người tải cái phiên bản 3.0 về. Ở đây mình tải rồi. Ok. Sau khi tải về thì mình mở ra mình cài. Đấy. Cài đặt. Thì đây các cái bước này thôi, cứ làm theo cái nó hướng dẫn thì có mấy cái nút để ấn thôi mà. Với thời điểm hiện tại thì cách này là cách có thể nói là an toàn nhất cho tất cả anh em đang dùng. Ok, trải nghiệm. Đây sẽ là cái phần mềm mà nó tạo ra một cái điện thoại giả thôi, điện thoại bằng phần trên máy tính. Mình sẽ khởi động cái này lên. Sau khi khởi động xong này, này sẽ làm là luôn một bản full đây để cho anh em xem luôn. Tất nhiên là có nhiều bên làm cái hướng dẫn này rồi. Và trong cái phần này thì mình cũng nói luôn là có sử dụng lại cái phần mà các bạn bên chỗ Ninja các bạn đã viết miễn phí rồi, mình khỏi viết lại nữa. Đâu đó bây giờ trên internet thì các bạn Ninja cũng xóa rồi. Sau khi cái bản này nó chạy đầy đủ lên thì đây nó sẽ là thế này. Các bạn chọn cái nó có hai cái phần là phần Manti LD này và một cái là LD Play ở đây. Thì mình sẽ chọn cái phần Manti. Ở đây mình đã cài rồi, trên máy của mình cũng đang cài sẵn những cái máy ảo đây. Sau khi các bạn cài lên ấy, đây mình mở cái này là cái bản mới này. Tool đang chạy. Thì nó sẽ có cho bạn một cái, đây là một cái máy ảo. Đây, mình chạy rồi. Bạn chọn đây, chuyển lại cái chế độ cho nó sang dưới dạng cái di động nhìn cho nó dễ nhìn. Đấy, như một con điện thoại. Thì đây nó là như là một cái điện thoại dùng thông thường của mình thôi. Bây giờ mọi người cần phải cài cái Facebook lên trên cái này. Cài Facebook thì có hai cách. Một là cách anh em có thể lên trực tiếp cái cửa hàng player này của thằng cửa hàng của Android để cài. Cái hai là ở đây mình có sẵn cái file APK mình download ở đây rồi. Mình hướng dẫn luôn anh em cách này cho nhanh. Ví dụ ở đây mình có cái Facebook này. Thì bây giờ mình cái file Facebook mình cài lên luôn. Cái kia này nó muốn cài theo cái cách thông thường thì nó lại bắt đăng nhập tài khoản mật khẩu, nhiều thứ nó cũng lằng nhằng lắm. Còn trên cái máy ảo này thì nó không được mượt lắm về cái phần mật khẩu các thứ, vào nó cũng rất hay thông báo lung tung. Thì thôi mình có cái file này mình vào mình chơi luôn cho xong. Ok, cài rồi mà sao lại chưa thấy nó thông báo ở đây nhỉ? Không biết nó có báo lỗi gì không. LD Play Store.
Rồi, trở lại chút xem nào. Hay là nãy nó đang báo lỗi mà mình không nhìn thấy nhỉ? Đang cài đây. Chờ chút nhá, reset lại cái xem cài xong rồi mà không thấy nó báo lên. Bắt đầu này. Cái này sẽ hơi lâu. Bây giờ mình sẽ mở một cái ứng dụng mà đã cài được xong cái Facebook lên rồi nhá. Thì để cho nó nhanh, anh em đỡ phải chờ. Ra cái Facebook hôm nay cái biểu tượng này hơi lạ nha. Anh em đăng nhập cho mình vào cái nick Facebook của mình ở đây nhá, đăng nhập một cái nick vào. Nói chung là trên máy ảo này đâm ra là nó cũng không được mượt lắm, nhưng mà cái này thì cũng không quan trọng, bởi vì là mình chỉ làm một lần thôi, nào cần mình chui vào để mình lấy cái token thôi mà. À, cái nick này như là chưa, đang bị quên mất mật khẩu. Mã bảo mật này không nhớ là nick nằm ở trên máy nào nữa, em này không chui được vào rồi, chờ chút để dùng em khác vậy. Đây em này, đây cái bản mới này vừa mới cài xong này, nhưng mà lốt mãi nó chưa lên được. Này, ví dụ đây là một cái nick mà sau khi anh em cài thì anh em lưu ý nhá, là mình mở cái phần phần này lên, phần mình đang gì chi chuột đây này, thì là do cái máy này mình cài rất là nhiều cái con giả lập, đâm ra là bây giờ cái này đang chạy là cái con 06 hay đây, thì số thứ tự ở trên cái trình duyệt này nó là số 2. Khi các bạn mới cài không có cái một cái thì nó chỉ là cái số 0 ở đây thôi, thì đây là số 2. Để lấy được cái token của cái nick này thì mọi người làm như sau. Mình vào cái phần bộ phần anh em vừa mới cài đây, nó là sẽ là cái trang G, cái LD player này đấy, hoặc để tìm thì anh em kích phải chuột vào thằng này, mình có thể vào đây kích phải chuột vào đây chọn property và mình copy cái phần này này đấy, cái này thì nó sẽ ra đúng cái địa chỉ, nó ra đúng vào thằng này luôn. Trong này có một cái phần cực kỳ quan trọng, nó là cái Ninja Token LD. Cái này thì các bạn Ninja các bạn đã làm và các bạn cho miễn phí rồi, thì mình cũng không làm lại nữa mà mình đang sử dụng lại cái phần của các bạn đấy.
Nếu như mọi người ai không tìm thấy ấy, thì sẽ liên hệ, mình sẽ gửi lại cái file này cho. Cái Ninja Token LD đây. Bản thân là cái này là các bạn Ninja các bạn cũng đã hướng dẫn ở trên YouTube cũng rất nhiều rồi. Mình kích phải chuột, chọn Run as Administrator. Và đây, nãy mình nhớ là cái nick này của mình nó là số 2. Số 2 đây. Đấy, thì anh em chọn đó là số 2. Và sau đó chọn Get Token. Thì đây chính là cái token full quyền mà anh em có thể dùng để giành được rất nhiều cái việc khác. Sáu. Nãy đang lưu cho một cái bạn là mình đang quét. Ok. Anh em chờ chút. Đây, cái token này. Chỗ này là anh em có thể lấy từ đây. Copy vào đây sang, copy. Anh em paste vào đây. Sau khi có cái token đấy rồi thì anh em có thể dùng, ví dụ lấy một bài đi. Đây, ví dụ bài này của anh Hiếu Orion này có 126 bình luận nhá. Anh em ấn vào đây. 1 giờ trước. Đây này, ấn vào cái phần giờ này, 1 giờ này, kích phải chuột này, mở này. Đây chính là cái post đấy. Đây là cái post của anh Hiếu. Cái post thì mình sẽ qua cái tool cái này đặt vào phần trên, mình sẽ tìm được ra là cái ID. Đây là ID của anh Hiếu này. ID này cộng với cái ID bài là từ 101 chỗ này. Anh em paste vào đây. Đây sẽ là ID mình cần để quét bài viết. Thả ID vào đây cho 200 bình luận thì hệ thống nó sẽ quét đủ 200 cái bình luận. Nó sẽ quét hết chỗ 190 mấy cái của bác ấy. Nó xem mấy bác ấy đang làm có cái ảnh gì hay 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 không mà thế. Làm gì à, đây 1,9k like này, 126 bình luận, 126 bình luận. Thì anh em quay lại cái tool này xem nó quét được bao nhiêu rồi. Một trăm hai mươi sáu bình luận. Và đây là rất nhiều số điện thoại của anh em đang comment chỗ đấy. Thực ra phần này là chắc là mọi người rất là cần. Ok, thì đây là cái cách hướng dẫn mà lấy token để có thể quét được data nào là quét. Mọi thông tin chi tiết thì anh em cứ liên hệ theo số điện thoại này. Còn nếu mà anh em nào muốn cập nhật nhiều cái thông tin mới thì hãy đăng ký kênh ở bên dưới, đăng ký kênh luôn đi để có cái gì mới mình up lên thì anh em nhận thông báo. Cảm ơn anh em.